Yami. Cô đây, cô vào đây, cô vào đây. Em chào anh chị ạ. Ừ. Kami, cô có quà tặng cho con này. Dạ, tôi cảm ơn cô. Con có quà cho cô đấy. Cho cô á? Cô ngồi vào đây, con đi lấy quà cho cô. Cô ngồi im đây để con đi lấy quà. Bố, sao đi ngồi đi. Có chuyện gì? Thì bố cứ ra đi ngồi rồi bố biết. Đây đi. Nói chuyện quá. Đây, con tặng quả bí ngô siêu to khủng muốn lấy cho cô đây. Con bán bố đây à? Con có bán đâu, con được đồng nào đâu. Con tặng bố cho cô, để cô bảo vệ bố mà. Cô nhỉ? Mẹ e rằng món quà nặng cân này sẽ làm khó cô Minh đấy. Thế nhưng mà mẹ con mình vẫn cứ chờ xem ý của cô Minh thế nào nhở. Cô, ý kiến cô thế nào? Cammy, bố Hoàng ấy thì không phải là một món quà, thế nhưng mà bố Hoàng lại là bạn của cô. Thế cho nên chỉ cần bất cứ ai mà bắt nạt bố Hoàng thì chắc chắn cô sẽ ra tay trợ giúp. Đồng ý không? Yeah. Đi sang đây với mẹ. Với người ngoài có thể không tử tế, nhưng với gia đình thì tôi nghĩ anh không cần phải đối tiếc gì cả. Vì anh cũng đã cố gắng hết sức rồi. Trước đây anh đã từng nghĩ mình có thể làm tốt hơn, xoay sở mọi thứ tốt hơn và bảo vệ những người mình yêu thương tốt hơn. Nhưng cuối cùng anh nhận ra đấy chỉ là ảo tưởng. Khi giờ đây hai chân chạm đất, anh mới hiểu điều đó. Lửa thử vàng, gian nan thử sức mà, cũng phải trải qua những biến cố thì con người ta mới bản lĩnh hơn được. Cảm ơn em. Giờ anh phải đi có việc. Anh đi đâu? Để tôi lấy xe đưa anh đi nhá. Không cần đâu. Em lên nhà đi. Em đã hỏi Hoàng về mối quan hệ của bọn chị chưa? Dạ chưa ạ. Em chưa biết mà em vẫn đến, chứng tỏ là em tin anh ta, tin vào tình cảm mà anh ta dành cho em. Em chỉ muốn đến để chào tạm biệt Cammy thôi. Đôi khi cần liều lĩnh để bước vào một mối quan hệ đáng giá, nhưng lại cần can đảm để nhìn rõ lòng mình. Có một vài cô gái, họ cứ băn khoăn rằng tại sao mình lại đến với cả một người đàn ông như vậy. Nhưng có nhiều cô gái hơn, theo chị biết, họ hạnh phúc bởi vì họ tự đặt ra câu hỏi cho bản thân mình: tại sao không phải là người đàn ông ấy? Tại sao mình lại không thử một lần?